Ban Thường vụ Thành đoàn và Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo nhằm làm rõ thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thành phố, đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, dự báo yếu tố tác động xu hướng phát triển và những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn, đồng thời đề ra giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu là lãnh đạo ban tổ chức, ban nội chính thành ủy, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ và lực lượng cán bộ đoàn thuộc 27 đơn vị trực thuộc thành đoàn và đoàn thanh niên 56 xã phường trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực hiện sự tiên phong gương mẫu, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ đoàn có khả năng bắt kịp xu thế phát triển, có khả năng dẫn dắt thanh niên.